Dog, can you show mommy where is a cow? Ninh Ninh. Hi, xin chào tất cả các ba mẹ và các bé. Là mình mẹ Mia đây. Hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các ba mẹ về một tuyệt chiêu, một công cụ mà mình sử dụng để đồng hành song ngữ với con tại nhà một cách hiệu quả. Như ba mẹ thấy đây, bút chấm đọc Seven và chương trình học của Sun Edu. Lời đầu tiên thì mình sẽ có một đính chính. Đây không phải là đồ chơi, đây là một công cụ giúp cho con có thể tự học có định hướng tại nhà cùng với ba mẹ. Ok, mình lựa chọn cái phương pháp học này đó để có thể giúp cho Mia cũng như là em Mia trong quá trình ở nhà hoàn toàn có thể tự học mà không cần thiết có mẹ ở đó, đúng không nào? Phương pháp này là phương pháp mà được các bạn Hàn Quốc và Nhật Bản cực kỳ ưa chuộng đó. Thế thì cách này học như thế nào đó thì mình sẽ cùng với các ba mẹ khám phá ngay bây giờ nhá. Với chương trình học này thì phù hợp với các bạn từ 3 đến 15 tuổi và mẹ sẽ chỉ cần đầu tư duy nhất là một chiếc bút mà thôi. Sau đó thì theo độ tuổi và trình độ thì ba mẹ sẽ mua thêm cho con những cái đầu sách như thế này. Rất cực kỳ tiết kiệm đó ba mẹ. Một điểm mà mình cực kỳ thích của chương trình này đó là không chỉ là con sẽ được nghe một cách chủ động như vậy mà con sẽ được chủ động tương tác và chủ động luyện tập luôn. Đó, có định hướng luôn. Ví dụ như ba mẹ nhìn thấy ở đây nhá, đó là what a little và có một cái ô trống ở đây thì con sẽ cần tìm cái sticker để dán từ hand vào. Và ngoài ra, con sẽ được nghe cái âm thanh đó. What a little hand. Con sẽ được ghi âm. Please record. Khi nào màu đỏ lên này. What a little hand. Ghi âm xong thì sẽ nghe vào đây. What a little hand. Đó, thì bạn thấy không ạ? Tức là bé sẽ được học, được luyện tập và được nghe lại chính cái của mình. Cái cách này ấy, nó là một trong những cái phương pháp mà giúp cho con có thể tự sửa chữa âm của mình. Đây là một phương pháp cực kỳ tuyệt vời. Wow, vậy nên để có thể mong muốn đồng hành tiếng Anh tại nhà với con một cách hiệu quả, đạt những cái chất lượng giống như tại trung tâm tiếng Anh á, thì ba mẹ ngại gì không sắm ngay cho con một cái bút C-Pen, bút chấm đọc tiếng Anh này của Sun Edu nhá. Và đặc biệt nữa, nếu như chúng ta không có thời gian thì ba mẹ hoàn toàn có thể sử dụng cái chương trình định hướng học của Sun Edu, ba mẹ có thể tham khảo nha.